tất cả là do mình nghĩ thôi. Nếu mà mình tuyển được một bạn tư vấn viên, bạn vẫn tốt được bình thường. Còn nếu mà bây giờ mình cứ quyết định mà mình làm theo cách cũ thì em lại bị lấn cấn, lại lấn cấn tiếp. Thì bây giờ mình cứ quyết định mạnh mẽ là tuyển một bạn kỹ thuật viên, tư vấn viên ấy, mà quyết tâm vẫn chốt được, vẫn làm được. Tại vì rất nhiều cái thẩm khác nó cũng làm như thế mà. Đấy. Còn nếu mà lễ tân thì em xác định rằng đó là bây giờ chất lượng dịch vụ mình đánh đổi thôi. Một là thu nhập của các bạn ấy cao thì chất lượng của mình đi xuống, chất lượng chăm sóc dịch vụ ấy. Hai là mình hài hòa, thu nhập của bạn ấy vẫn tốt và chất lượng của mình vẫn ok, thì mình bắt buộc là mình phải phải có cái bạn kia. Tại như một cái điểm dở đây, nó dở một cái là em đang cho họ ăn ăn quen, như kiểu họ em cho họ ăn kẹo hàng ngày nó bị quen rồi, bây giờ rút lại khó lắm em ạ. Bây giờ chỉ có cách đó là em tăng thêm thì họ nhận thôi, chứ còn rút lại thì nó rất là khó. Ví dụ như là em thử rút lại chưa? Nói chung là em cũng cũng đối với những cái bạn nào mà đã cũ rồi thì em cũng không thể nào rút lại được, Đúng tại vì nó rồi, sẽ bị động hụt liền. động Dạ, động không có liền ai gánh. Dạ đúng rồi. mà Dạ. Dạ. mà bây giờ em cứ để cái chế độ cũ, nhưng mà cái lượng khách họ tư vấn nó lại ít đi Dạ đúng rồi. đấy, thì nó bắt đầu nó mới nói xấu cái đứa tân kia, nó mới hạch cái đứa lại tân kia rất nhiều, nó không tạo điều kiện cho đứa lại tân kia để chốt Dạ đúng rồi. đấy, Dạ. nó bị như Bởi vì em thế. rất là nhức đầu luôn. Tại vì Ừ. trong cái mô hình đầu tiên thì em không thể áp dụng liền được, tại vì nó Ừ. sẽ Đúng bị rồi. dư cái phần kia quá. Ừ. Mà em cũng test, ví dụ em cũng test thử mô hình, bây giờ ok bây giờ cho 5 bạn mình đào tạo ra, các bạn kỹ thuật viên đều giỏi y chang như vậy hết, thì em thấy là thật sự kỹ thuật viên nó không có khả năng đó, nó rất là thấp luôn. Tức là mình đã đào tạo, mình đã kè rất là kỹ rồi, nhưng mà chỉ có một số bạn rất ít là có khả năng vừa chăm sóc khách hàng vừa tư vấn tốt thôi. Dạ, tại vì như là các bạn người làm nghề nó quen rồi, nên cái khả năng chăm sóc các bạn chỉ thiên về vấn đề đó thôi, còn khả năng chốt các bạn không thể nào tư duy trong vấn đề nhanh được. Dạ, nên ví dụ có bạn tư vấn thì bạn nó chỉ tập trung cho vấn đề đó thôi, nên bạn nó phải tối ưu được cái phần đó. Dạ, nói chung là cái gì Ok. đó. Dạ, bên em cứ lấn cấn giữa cái phần cũ với cái phần mới như vậy thì nó Ừ, tại khó. vì cái lấn cấn ở đây là mình điều chỉnh phần trăm margin của các bạn là kỹ thuật viên như thế nào. Dạ. Nếu mà bây giờ bài toán của mình nó sinh ra một cái như này, đó là tự nhiên mình tạo ra một cái công thức gì đó, thu nhập của họ vẫn thế thì họ cũng ok, tự nhiên họ bớt việc hơn, họ được chăm sóc thì họ cũng thích mà, đúng không? Tất cả là do quyền lợi của họ ấy. Thế bây giờ mình tập trung vào chính sách chứ không phải vấn đề là lễ tân kia hồi tư vấn kia. Chính sách đây thì thay vì như thế thì bây giờ là em sẽ phải điều chỉnh cái margin mốc từ 0 đến 50, em hiểu không? Từ 0 đến 50 thì thay vì như thế thì bây giờ là, một là em sẽ phải khóa cái mốc 50 đi, thay bằng một cái mốc mới. Ví dụ em chỉ cho cái mốc đó là từ 0 đến 20 là mốc 2% thôi, còn mốc từ 20 trở lên sẽ được là 5%. Thì khi như thế thì anh tin rằng cái thu nhập của họ sẽ vẫn được đảm bảo, mà chất lượng mình tốt hơn thì em sẽ giảm cái mốc đấy đi. Thì đấy là cách đầu tiên em có thể làm. Và mình tuyển cho mình một mình tư vấn viên biết bán hàng thực sự có thể ở Việt Nam, và mình giảm tạo cái công việc đó đi, tại vì mình sẽ sắp xếp cái ưu tiên đó là gì ạ? Trải nghiệm khách hàng và chất lượng khách hàng đó là số 1, rồi mới đến là cơ chế chính sách của nhân viên đứng số 2. Chứ mình đừng đặt cơ chế chính sách của nhân viên lên trên đầu khách hàng làm mình thua, tại vì như thế là chúng ta sẽ không có cái đi đường dài được đấy. Thì một là em sẽ giảm cái mức đó đi, hai là em sẽ phải tạo ra một cái cách tính hoa hồng nó khác. Cách tính hoa hồng nó khác ở đây nó có thể là, ví dụ em sẽ quy định là cái gói sản phẩm này với gói sản phẩm kia, hoặc là sẽ em sẽ chia theo kiểu cái gói, ví dụ chẳng hạn như bên anh chia ra làm hai phần. Phần thứ nhất đó là cái phần về sản phẩm tiêu hao, phần này giống như cái sản phẩm mỹ phẩm bán mang về tiêu hao đấy, thì anh sẽ cho margin tăng lên, thay vì trước kia có 2-3% anh tăng lên khoảng 7-5%, 7% thậm chí là 10%, để mình đảm bảo cái thu nhập của họ nó ok, thì mình tăng cái sản phẩm bán mang về nó cao hơn, hiểu không? Thì cái này giảm xuống mốc đi một chút, thế là cân bằng. Thế là tự nhiên họ ngồi tính mà cái thu nhập của mình vẫn thế nhỉ, còn bây giờ mình có nhiều thời gian hơn làm cho khách hàng, ô cũng được đấy, hiểu không? Thì đó là cái cách em có thể xử lý ngay ngay lập tức. Và cái em phải tuyên truyền trước khi em đưa ra cái phong trào, tuyên truyền đây là gì, đó là chỉ ra tất cả các luận điểm vì sao chúng ta cần phải thay đổi, và nếu không thay đổi thì bạn mất việc, tôi cũng mất việc, chứ không phải là vì tôi hứng nên tôi thay đổi, đúng không ạ? Mình phải chứng minh cái lý do mình thay đổi là do là lợi ích của cả tập thể, nghĩa là đảm bảo thu nhập của bạn giữ nguyên và công ty mình có khách hàng mới quay lại và chất lượng khách hàng đỡ bị chửi. Chứ bây giờ anh hàng ngày anh nhận mọi người phản hồi anh không thích cái điều đó, khách hàng cứ phản hồi là bạn bỏ bê,
Thế bây giờ bạn thử nghĩ mà xem, bây giờ cứ phản hồi như thế thì chúng ta làm sao chúng ta có cái cảm xúc năng lượng chúng ta làm được đấy, thì mình nói tập trung vấn đề đấy thật nghiêm nhiều và nghiêm trọng à. Thì khi mà mình em đưa ra cái chính sách kia thì mọi người cảm thấy, và Thắng bảo là đây anh sẽ chứng minh cho em thấy rằng anh tăng margin cho em bán cái nguyên vật liệu tiêu hao mang về cho khách này, anh tăng cho em từ 3% lên 5% 7%, thì một tháng em còn cao hơn thu nhập cũ luôn. Bởi vì sao? Bởi vì em có nhiều thời gian chăm sóc khách hàng này nhiều hơn và đã tỉ tê, và ngày hôm nay anh sẽ đưa cho em một cái công thức nữa để bán sản phẩm giá trị cao hơn đấy, kiểu như thế. Ok. Với lại cho em hỏi cái ví dụ như là ví dụ các bạn tư vấn viên vào thì mình nên chia cái phần trăm của các bạn ở cái khung về cái vấn đề, ví dụ chỉ từ 0 triệu đến 100 triệu là 1%, hay từ 100 triệu đến 200 triệu 2%, hay là mình chia theo cái cột mốc doanh số anh, ví dụ như là đạt doanh số thì 2%, vượt doanh số là 3%, thì mình nên chia như thế nào Với cho nó là sẽ tư vấn viên mới đúng không? dạ đúng rồi. À như thế này thì anh nghĩ nên lên lên để thành cá nhân hóa. Nếu mà được thì để thành cá nhân hóa. Cá nhân hóa là gì? Nghĩa là ví dụ tư vấn viên mình sẽ chia làm ra 1 đến 2 level. 1 đến 2 level. Ví dụ level đầu tiên là level không phải là người có kinh nghiệm nhiều. Thì ăn bậc lương ở đang bậc lương bậc 1. Bậc 1 ở đây là gì? Đó là chỉ cái mốc từ 0 đến 100 triệu. Không, từ 100 triệu và 200 triệu kiểu như thế, đây là level beginner. Còn những bạn mà đã có kinh nghiệm rồi thì mình sẽ phải đặt mốc khác từ 1 đến 300 triệu, 300 triệu đến 500 triệu với mốc khác, thì nó phải khác tầng tư duy. Cộng thêm là người có kinh nghiệm hơn thì cái lương bậc lương về cơ bản nó phải khác khác hẳn luôn. Ví dụ như cái người mà beginner mà mới vào ở tư vấn viên thì em chỉ trả khoảng 4 triệu 5 triệu thôi, ví dụ thế. Còn đối với những người mà đã có kinh nghiệm rồi em sẽ là trả tận lương từ 7 triệu, ví dụ thế, cộng thêm cái phần trăm margin cao hơn. Còn đầu cái người này thì em chỉ cho phép là trong vòng 2 tháng em ở vị trí này thôi. Còn nếu mà 2 tháng em không làm được việc thì cái bậc lương này nó sẽ không hoạt động. Ví dụ vậy. Và nếu mà được thì em sẽ phải tạo ra một cái cơ chế gì đó trong vòng khoảng 1 quý, 4 tháng hay 5 tháng để tăng lương một lần. Em phải tạo ra được chính sách đấy thì mọi người sẽ hào hứng, cực kỳ hào hứng luôn. Nếu mà mình tạo ra được cái chính sách là cứ 4 đến 5 tháng để tăng lương một lần, tăng lương tự động luôn.